lại lên đến với lên của gì. Và lúc lên bất ngờ này đi bất ngờ khác, bởi vì đường đứng từ dưới chụp lên đi kia đâu. Lại lúc lên tức vỡ mồm. Có cái gì không? Có áo mưa. Con cái này thì chỉ ra. Dạ. Con cá này rồi chứ. Trời đang mưa mà nóng làm sao đâu. Tí nữa đi sai đoạn thì chỉ nữa. Người thì toàn người béo cả, mấy khi giảm cân có mỗi anh, có mỗi anh Dũng gầy. Nóng. Anh có cốp xe không? Sau khi mà đi xong 10 km đường này, tay lái của các anh chắc chắn sẽ lên một tầm cao mới. Trời, nếu biết còn vàng không mới được. Bạn lên một chân à? Đúng rồi, bạn lên cũng chưa về bãi đá. Nếu biết còn có khả năng về không. Về thì về được. Chắc người đây ai cũng lái được như vậy. Không chiều về muộn quá thì ngủ đây, mặt ngoài vậy. Điên là ngủ về đến đâu về không để gặp đường đấy. Đêm đón Tết của mình đi phòng. Hôm nay đồ nó ăn Tết rồi. Để cẩn thận nhá.
đằng sau. Cứ đi với chúng ta mấy cung đường này chứ không cảm xúc. Có con đoàn chứ không? Em đi chơi đi, thứ nhất là đi chơi máy ở trên những đường này, có đi rồi. Đi bộ vẫn sướng hơn nhỉ. Cho rồi mưa quá, mẹ quên đỡ mang súng nước. Đợi, 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 đợi.